góp ý sửa đổi hiến pháp biến thành phong trào đòi dân chủ. Kể từ khi chính quyền Cộng sản Việt Nam tiến hành lấy ý kiến của người dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp, không ít người vẫn hoài nghi về thực tâm của giới lãnh đạo, nghĩ rằng rồi cũng chẳng đi đến đâu, giống như đợt góp ý cho đại hội đảng vừa qua. Nhưng bên cạnh đó, cũng ngày càng có nhiều người tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp dưới nhiều hình thức khác nhau. Phong trào góp ý kiến này đang dần dần biến thành phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam và đi tiên phong là giới trí thức. Ví dụ như vào đầu tháng 2 vừa qua, một nhóm 3 người gồm giáo sư tiến sĩ vật lý Đàm Thanh Sơn, giáo sư Ngô Bảo Châu và nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, nguyên tổng biên tập Vietnamnet, đã lập một trang mạng lấy tên là Cùng Viết Hiến Pháp. Trang mạng này chủ yếu đăng hay đăng lại những bài phân tích về những nội dung cụ thể của dự thảo sửa đổi Hiến pháp Việt Nam 1992. Bà trí thức này cho biết mục đích của trang mạng này là tạo một không gian đối thoại dân chủ về việc sửa đổi hiến pháp. Nhưng nổi bật hơn cả, đó là sáng kiến của 72 nhân sĩ trí thức hàng đầu của Việt Nam khởi xướng bản kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992, công bố ngày 19 tháng Giêng. Kiến nghị này đã được sự hưởng ứng rộng rãi của hàng ngàn người đủ mọi thành phần trong và ngoài nước, với số chữ ký này đã lên hơn 4.000. Trong bản kiến nghị này, các nhân sĩ trí thức đã mạnh mẽ yêu cầu bỏ điều 4 quy định vai trò lãnh đạo của đảng, đòi quyền phúc quyết hiến pháp cho dân. Họ cũng yêu cầu sửa dự thảo hiến pháp theo đúng tinh thần của tuyên ngôn về quyền con người năm 1948 và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Bản kiến nghị còn đòi nhà nước công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai, đòi tam quyền phân lập thật sự, cũng như không chấp nhận quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 4 tháng 2 năm 2013, một phái đoàn bao gồm 15 nhân sĩ trí thức đại diện cho nhóm 72 người nói trên đã đến địa điểm tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân tại số 37 đường Hùng Vương, Hà Nội để trao bản kiến nghị cho Ủy ban soạn thảo hiến pháp. Hôm nay, nhóm 72 nhân sĩ trí thức cho biết họ vừa nhận được công văn trả lời đề ngày 7 tháng 2 của Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp do trưởng ban là ông Phan Trung Lý ký. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết công văn trả lời nói rằng người dân chỉ được góp ý trong khuôn khổ mà Quốc hội đã cho ý kiến. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết nhóm của ông không đồng ý với nội dung trả lời này và yêu cầu là tất cả ý kiến của mọi người nên được công bố công khai hết. Chỉ có công bố hết tất cả các ý kiến, tán thành, phản đối thì người dân mới có cơ hội tìm hiểu các loại chính kiến khác nhau, các kiểu tranh luận, lập luận khác nhau. Trong quá trình tranh luận như thế, người dân mới được cung cấp đầy đủ thông tin và từ đó mới có thể có quyết định chính xác về sự lựa chọn của mình. Nếu người dân không có được thông tin thì có đưa ra trưng cầu dân ý cũng là vô nghĩa.